Ngọc Khánh Hoàng. Làm cho tất cả danh hài, luôn chắc như thế từ nào. Làm cho tất cả danh hài, để lòng ngã nghiêng không ngưng. Dạ em chào anh Trường Giang, chào anh Trường Giang. 5 triệu. Triệu like. Đẹp, tươi, học sinh hay là mặc áo dài trắng? Dạ, tại em thích áo dài. Ừ, em là sinh viên chưa? Dạ, em là nhân viên quản lý của công ty ạ. Công ty gì? Dạ, công ty của nước ngoài ạ. Về cái gì? Về giày dép. Tóc đẹp quá thiệt hay là em nói hay là sao? Dạ, nói. Nói thiệt gì cũng đẹp được rồi. Ờ, thì nói tóc thiệt. Thì đó đúng rồi. Ờ. Nay đi một mình hay đi với ai? Dạ, em đi với mẹ với chị hai. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Dạ, mẹ. Dạ, chào bác gái. Rồi, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 20. Trời ơi, đúng tuổi luôn á. Cái tuổi mà gọi là trẻ trung á. Trẻ trung nhưng bởi vậy mới đẹp, mới xinh, mới thi đi. Tao mất kiểm soát rồi nè. Em có muốn tập trung tư tưởng không hay là thi luôn? Dạ, em thi luôn anh. Thi luôn ha? Dạ. Sẵn sàng nha. 60 giây. Bắt đầu. Mới đi học về để coi TV hôm nay có gì. Chuyển kênh. Chuyển kênh trước. Chuyển hai kênh. Chuyển kênh trước khi chuyển kênh. Rồi gì sao nghe gì hết vậy trời. Tăng volume 2 nứt. Tăng volume 1 nứt. Nứt nữa. Rồi gì vậy? Đâu có mua khung hình đâu mà sao đưa hai mặt lòng khung 3D lên đây vậy trời. Ai đã lấy cái đĩa bay của hai ông này trả lại cho ông về hành tinh của hai ông giùm. Trời ơi, em chọc vậy mà cũng không cười nữa. Khó khăn quá mà. Nói vậy mà cũng không cười nữa. Thôi về, rồi phải quên. Còn thời gian quá trời kìa bé. Trời, vậy giờ sao? Vậy má, diễn vậy mắc cười hả? Muốn là người lập ra một trường phái hài mới hả? Hả? Hài học hững hả? Giờ cái này muốn cười là phải có một bạn ngồi đó nha, dạng như là bạn thân nha, hay là người yêu mới về. Anh mở TV em coi coi. Ờ, chuyển kênh. Chuyển kênh. Chuyển hai kênh. Chuyển cái kênh trước khi chuyển kênh. Chuyển cái kênh trước khi và sau khi chuyển kênh. Qua cái kênh mình kia ngồi tức quá cầm. Mày tự mày coi mày mở đi. Nội điên quá nó chịu em hết nổi rồi đúng không? À, người yêu chứ không phải bà nội. Ví dụ vậy ít ra còn có cái để người ta hình dung ra được. Chứ còn em một mình em ngồi em nói làm sao mà ai hình dung ra được cái chuyện gì đâu vui. Mày mốt nghĩ mấy cái khác nha. Nghĩ cái nào vui vui chiếu, nghĩ cái gì không vui không à. Thôi, bây giờ về hẳn đi cưng. Đâu phải.